Khánh Nguyễn xin kính chào bà cô bác luôn. Dạ là nói đầu tiên là cho Khánh gửi lời chúc sức khỏe và là cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể bà cô bác luôn. Thì sáng nay thì hồi nãy thì Khánh cũng có nói là bà con tới cũng rất là đông luôn. Khánh vừa ghi hình xong mà vừa vô nhà ghi hình mà hết dung lượng máy điện thoại luôn, xong mà vô nhà vừa chép qua máy tính xong vừa ra cái là anh ba anh tới luôn bà cô bác ơi. Anh ba đi một người chú này là chú mấy quên rồi, chú tám mà đợt mà hết bệnh chú này cũng lên lần ba rồi. Bữa nay là có một người mới nữa, là có một người chú ở đằng sau Khánh, có Khánh đây là chú Tư rồi Khánh có, rồi anh tài xế này hình như là anh tới lần này lần thứ hai rồi. Đợt hổng hình như cũng nó cầm máy quay giùm mình làm một lần hay gì nè. Rồi thôi giờ Khánh cũng xin phép là chuyển cái máy quay là để trò chuyện cùng với anh ba đi mấy bà con ở đây luôn. Anh ba giờ là anh xuống lần thứ năm rồi bà cô bác ơi. Mỗi lần anh xuống là có một cái niềm vui mới. Rồi thôi giờ Khánh chuyển máy quay ra đây. Dạ em chào anh ba. Này anh ba anh xuống lần thứ năm kỳ này là anh ba anh đạt tới mười mấy phần được, 12 phần phải không anh? 12 mà chắc. Em lấy bao nhiêu chút xíu, em lấy sớt là bây giờ hết thuốc luôn rồi. Rồi nãy để riêng cho ảnh, đâu sợ chút mắc công bị thâm vô là còn được mấy phần à. Nhớ gọi chiếc xe của anh luôn nha. Dạ để em nghĩ qua chiếc xe nè. Đây em ngoài cô bác ơi, đây anh kỳ này là anh ba anh nói là anh đi lên đây hoài, đi xe máy hoài mệt quá, anh mua chiếc xe luôn, xe của VinFast luôn, rồi xe dữ luôn, đi hoài nói anh tài xế anh ngồi anh cười kìa. Dạ chào chú Tư, này là chú Tư. Dạ này là coi như là bà con hay là sao, hay hàng xóm anh ba? Cũng hàng xóm rồi. Dạ dạ chú, bữa nay là chú lên lần đầu tiên rồi, chú có cảm nghĩ gì không chú? Thì thấy một số bà con mình sẽ có sử dụng thuốc rồi đó thì dạ. rất có hiệu quả. Dạ. Nay này chú lên này sẽ hốt ít than về cho bà con mình uống. Dạ. Rồi trong đó có gia đình nữa. Dạ. Rồi. là chú là chưa sử dụng, chưa uống thuốc này qua phải không? Chưa uống mới, thuốc mới lần đầu tiên thôi. Dạ vậy là chú tám với anh ba không có gửi thuốc cho chú Tư uống thử à? Thì bây giờ cũng như ổng giờ là chỉ ổng nghe cũng tiếng lành đồng xe, thì bây giờ nói chung cái thuốc này thì tôi lên đây lần thứ năm. Dạ. Nhưng mà về cũng cung cấp cho cũng, nếu mà đưa ra thì cũng cả hai huyện. Trời, hai huyện. Hai huyện là nếu mà nói gì chợ gạo Châu Thành luôn. Dạ. Rồi giờ còn nếu mà xã thì cũng tính là cũng 5-6 xã rồi. Dạ. Chắc bà con kiểu tôi thấy thì uống hay là tính đồn rồi này kia rồi mới lên tới lần thứ năm. Dạ. Hổm hình như là có một người chị nào cũng nói thấy anh ba mà cũng bà con. Hổm ở chị đó là ở đâu em? Em ơi. Hổm ở chị nói là anh ba. Một người cháu cũng đâu á, lên đây cũng hai lần rồi, nói là thấy anh ba lên rồi thấy ảnh lên tự nhiên quá trời. chắc con nhỏ không lẽ em không biết ba lồng hay gì không? Phải không? Không, anh chỉ nói là con của ai á, nói anh ba anh biết liền. Anh à ba phải không? Ba Quang hay gì? À ba Quang. Rồi. Đúng rồi. Tại vì nó về á là nó mới nó lên đây hình như là cũng cái người nào ở chợ gạo á. Dạ. uống hết mấy bài chỉ cho nó. Dạ. Thì nó lên nó mới về, lên đây cái nó về dưới nó mới nói, nó nói thuốc trên đó hay lắm, cái bà kia chợ gạo uống chỉ lên cái nó nói với bà chị với bà chị dâu á, nó hô bà lên trên đó cái nói hô trời tao lấy tao ngâm hôm đó nay rồi. Ủa sao mà biết? Ủa sao mà biết trên đó? Nó trời ơi, ông bà lòng ông uống hết rồi, ông lấy cho ngâm đây làm luôn bà ngà với đây mấy nay ha. À xong rồi. Rồi nhỏ đó cháu vậy. Dạ đúng rồi đó, ba Quang đúng rồi. Nói là nó về nó cũng tính là ở dưới nó không có biết là nó về nó cũng nói là cái thuốc nó hay lắm.
là cũng cái ai ấy chợ gạo uống hốt hết rồi mới chỉ nó. Dạ. Rồi về nó mới nói vòng vòng đó thì trúng, nó nói mấy cái bà đã lấy trên đây về ngâm dưới rồi lấy về ngâm rồi. Dạ. Bữa chỉ lên ở nhà có đám tang gì nữa, chỉ lo chỉ chạy lên chỉ lấy hai phần, chỉ xách gà, mấy gà ác nữa, gà ác mà chỉ làm sẵn chỉ đem lên chỉ xách lên đó chứ. Là hình như là đi lên cái bữa đi trước mà đi không có điện, không có hỏi gì, lên hỏi thăm hay gì lên rồi Dọc Khánh mới nói là bữa thứ năm lên hay gì đó. Dạ, bữa lên bữa trước là gặp vợ nhưng em. Mà không có điện trước nên không có lấy, không có thuốc. Dạ. Xong rồi nghe sao? Nghe nói là sao nó mới lên. Dạ. Anh chào vợ. Vậy hàng gì chỉ nói là lên thấy anh ba. Con của anh vợ ông thứ ba. Dạ. Vậy là vòng vòng thấy cũng cuối cùng á, vô tình cũng bà con luôn. Chắc nó về chắc là lên nó dòm thấy đó, ủa, kiểu mà quay clip đưa lên á. Dạ đúng rồi. Chỉ thấy đưa clip lên á, chỉ nói anh ba thấy anh ba Thanh Long nè. Còn đây là chú Tám. Thiếu nó lấy số điện thoại của nó đi lên đây với chú Tám. Bây giờ là khỏe rồi hả chú Tám? Khỏe. Giờ ngon lành rồi hả? Chưa ngon rồi. Đây là ông có dám uống trước. Có mới uống này 2 ngày. Còn ông thì ông để đúng tháng là qua trễ luôn mới uống. Dạ. Không uống trước giống như anh ba ở đây uống nhanh. Không dám trước khúc khúc á. Dạ. Khúc đó thì nó không ấy, nhưng mà cái hũ kia là không dám thử. Thì uống khúc đó thì nó giảm được khúc. Uống khúc giảm khúc bây giờ. Giờ hết khúc đó thì. Nó tới rồi, nay cũng tới kia rồi. Dạ, chuẩn bị đợi cái hũ đó là uống được rồi. Rồi uống qua nay. À là uống rồi chứ. Dạ. Ông này thì khỏi cái sợ ổng thấy ngâm. Thuốc là ổng gỡ cái tờ là bữa đó ngày mấy ngày âm vô đó ổng lem dán vô luôn đúng vậy. Dạ. Chứ không có nói là lấy dán liền luôn cái tấm lịch đó bữa đó ngày đó dán vô. À luôn. lấy tấm lịch chứ. Lấy cái tờ lịch dán lên luôn. Rồi à hay vậy. Dạ thôi giờ có biết chiêu rồi, khỏi mất công ghi giấy. Khỏi rồi ngày đó gỡ tấm lịch đó dán vô luôn. Sáng giờ còn đông không? Dạ đông, mà sáng giờ cũng quay là coi như là cũng sáng sớm là có rồi. Tại bữa nay tính đi trễ chứ nếu đi sáng sớm mà có rồi. Giờ chút xíu là cũng bà con lúc này em cũng hứa hẹn giờ ra để chúng dạng như gom đông quá nhiều lúc mình trò chuyện không chi tiết hết rồi cái bà con nhiều lúc bà con buồn nữa. Nên là cứ hẹn ra. Ở đây là chú là ở nhà là ai bệnh chú? Bà xã thôi qua đốt mấy đốt xong thì xót chỉ địa điểm. Dạ. Rồi nó mới ảnh hưởng gây ra cái thần kinh tọa. Dạ dạ đúng rồi. Thành ra thì bây đây chú ba với chú tám nó, mà ông này thì chú tám nó thì hồi đó là ở nhà không mà không có đi đâu được hết. Dạ. Mà thấy ông uống là ông đi tới đây là luôn là rất mừng, với còn với ông này chú ba này thì ổng chống gậy mà nay ổng đi tuần thường rồi thấy là cũng có hiệu quả, giác bình xịt đi tùm lum hết. Giờ nay đi bình thường rồi thành dạ. Đây thấy hiệu quả thành ra tôi mới tìm đến đây để lấy về cho gia đình uống. Dạ, dạ. Trong đó có tôi sử dụng luôn. Dạ. Vì hồi đó nhổ cây liêm nhổ rồi nó trẹo. Dạ. Ráng nhổ quá nó trẹo quá em cứ nghe đi về nó có cái khớp. Em cứ nghe đi bà con hỏi đường á. Nó bị nhất. Dạ. Thành ra giờ mình hai ông bà cái gì kêu đem về uống luôn. Dạ. Anh về mình ngâm mình uống để nhà uống tốt mà đâu có sao đâu. Vậy là giống như là thấy anh ba ở đây đi chú tám mà uống mà thấy mà hết rồi mới dám tự tin đó. Cái đợt hổ mới lấy hai cái phần rượu đó. Dạ. Vậy có cho ông bà cô là bà bị cũng tê biến á, với bà cũng bị thần kinh tọa, bà đi ngủ sáng bà về giấc giả không được. Dạ. Cái đưa cho bà cô uống đi, nếu mà nó có hạp thuốc ví dụ thấy bớt á, thì cô điện con. Bà uống rồi cũng tới ngày thứ năm thứ sáu gì đó, thứ năm. Dạ. Cho bà điện xuống bà hô, ủa cho nó hết rồi nào tao không có hay luôn là con bị kìm á ông tám. Rồi bà điện xuống rồi cái ông mà ông chính hổm lên á. Dạ. Đi với ông tám là ông. Dạ dạ nhớ rồi nhớ. Bà gì chứ bà cũng đi bà bò không á. Dạ. Mà lấy bà uống lúc đó đúng ra thì nay á, nhưng mà uống cái đó là bà ngủ được, tại vì hổm bà như
bà nói là mấy tháng mà bà đi là bà không có ngủ được. Dạ. Ngủ nó về nghe bà ngủ được, bà nói ổng là hơi giờ nay tôi nói sợi dây ngủ được rồi ông ơi. Dạ. Rồi hôm nay bà ra bà đi ra bà trồng rồi bà ra rẫy bà làm được, nhưng mà cũng đợi kia uống thôi là thuốc thì nó bớt, bà hô bớt nhiều chứ không hết hẳn, nhưng mà đi được, còn lúc trước là bà bò bà đi không được. Dạ. Bà hô đi được có khi lúc mấy lúc mà nó giật rồi bà bò luôn. Dạ. Nhưng mà uống thấy hồi đủ hiệu quả là ổng mới gặp bà hô này đi làm được. Thấy dạ. Đi được là mừng rồi, ừ, còn mà chị gì tiệt để luôn rồi, mình phải uống từ từ thôi. Nói chứ thí dụ như cái này là mình uống nó hết đi, mà đâu phải là như bác sĩ nó cũng đâu có cho mình mừng nặng đâu. Thí dụ như cái mấy cái bệnh này bác sĩ đâu có cho mà làm nó sách cái gì quá 5kg đâu. Dạ. Rồi mình uống hết rồi mình nói mình hết bệnh thôi, chứ còn cái mừng nặng là mình đâu có làm, mình cho làm còn thuốc tây mình uống nhiều khi nó cũng không hết nó. Dạ. Mình thấy về nó cũng hiệu quả, dụ để lâu dài cũng mới vừa thấy mất mớt thì ra mượn mặn làm sao mà. Dạ. Dạ nhưng... ví dụ như anh thấy anh hết là hết vậy, nhưng mà khi làm gì á thì cũng như chịu, ví dụ làm cái nặng quá đó. Anh làm nặng anh uống vô. Không, rồi vẫn còn uống, ví dụ nhiều khi như uống vậy là chiều nó bị làm ví dụ nó đau quá, gặp xích phân đồ rải dừa đó. Dạ. Vô thì vẫn uống này khi sáng nó hết đau tới lợi. Dạ dạ. Không phải uống hoài bình thường. Thôi bây giờ mình cứ duy trì tối mình uống thôi. Ừ. Dạ. Chứ đâu phải mình chế thuốc tây cũng vậy, nhưng mà có cái thuốc tây ví dụ mình uống là nó vừa ảnh hưởng nó hại cái bao tử, rồi nhiều khi là giãn một xương, còn cái này ví dụ mình uống cái này cái thuốc này thì nó không hại cái kia. Dạ. Ủa ấy nhiều khi coi cái clip thấy như cái bữa anh coi cái ông gì bác sĩ gì ông ở quận 8 mà ông làm ở bên bệnh hồi đó làm bên gì quên rồi ta, đi là ở bên quân đội. Quân đội dạ đúng rồi. Thì ổng chụp mấy cái hình được cái máy ổng hồi trước ấy, mà chính là ổng là bác sĩ luôn, ổng còn phải bị, xuống đây không lấy thuốc. Bị xương khớp. Xương khớp đồ. Chuyên bên bác sĩ chuyên khoa xương khớp luôn á mà bị. Luôn, mà đi xuống đây là xuống đây ổng đây. Ổng là bác sĩ. Ổng cũng cũng tùy dòm thấy đẹp là lão luôn. Dạ, cái tướng cũng phong độ luôn rồi. Dạ. Bác lấy 5 phần mà hết thuốc anh ba. Ừ. 3 phần. Đó là ổng là chuyên khoa của cái pha đó luôn mà dạ. Phải xuống đây lấy. Thì bởi vậy chú đó nói là bây giờ nói lên thì cũng ngại quá, mà bây giờ bệnh đau phải ráng. Ổng có chú không có nói là ổng kiểu mà ổng bị gì chứ, ổng nói là ổng bị tai nạn gì đó. Xe cái da gì mà cái lợi cái mấy thuốc mà kêu nó sửa, sửa đưa vô mà nó làm không được. Ông nói mình biết anh Trang đó, mình không nói nó được. Dạ. Nói nó thôi, giờ ông biết thì nhà ông trị đi chung tới đây làm anh, gì. Anh ba anh coi kỹ từng câu từng câu của chồng luôn. Bởi giờ ông kêu ổng chính là nhiều khi mình nói thì bà con thì khi nó không tin, như mấy cái ông đó chính là ổng. Dạ. Với cái em nhỏ gì mà ở Bến Tre mà lấy cho ông già cũng là bác sĩ của bệnh viện của Trà Vinh gì đó. Dạ. Cũng là bác sĩ mà đâu phải lên tới đây ta lấy thuốc. Có cái bác mà ở bên đông y chưa đăng anh lên chú lên chú phân tích mà mấy cái vị thuốc chỉ phân tích rồi từ cặn kẽ hết luôn á, cũng lên trên đây cũng bệnh làm bên đông y á. Dạ. Rồi mình thấy cái này ví dụ như bà con cũng nên, ví dụ như giờ mình nên ngâm đi, ví dụ tuổi mà trẻ thì nói chứ đau ít, thì mà già lớn thì giờ không ai mà khỏi cái mấy đó. Dạ. Tại vì mình thấy thí dụ như tôi lên cũng lần thứ năm rồi, nhưng mà cũng ví dụ như về cảm thấy cũng hết rồi, những bà con khác thì cũng đồn ra rồi mượn cũng đi nữa. Tiếc làm như ghiền. Ghiền. Cái từng ngồi hướng khánh tính lên á. Dạ, từng... lên thì đúng từng trước lên từng sau lên nữa thôi, thôi để từng sau luôn. Ảnh ngại quá anh không lên. Lên không. Quay clip để đưa tao đơn quà tới ngại quá. Bữa nay lên nó đi riết rồi mua chiếc xe luôn. À, đi riết mua xe luôn. Em lấy chai rượu ra em anh rót cho chú Tư đây uống để về, hôm nay hầu như chú nào cũng có rót hết rồi. Bữa nay là tài xế rồi, tài xế bữa nay cũng lấy thuốc luôn á. Vậy bữa nay tài xế lấy thuốc luôn rồi. Lấy thuốc luôn. Rồi hôm nay đi là đi dạ, mấy lần? Không vô quay clip cho đưa lên rồi đóng ấn rồi. Tài xế này lấy thuốc luôn. Đi ảnh không mua cái này chắc lấy thuốc này để uống để ngừa thôi quá à. Để cho ở nhà. Ơi lấy với con. Ơi bậy bậy. Lấy mình ngâm về mình uống. Rồi nhiều khi đi riết rồi mấy ổng lại lấy về mình có một hai phần cái cho nó hổng được.
cái ông kia nói gì vậy? Ông cho khúc thì không ấy thì không lên trả năm sinh, tôi không có thì ông rót của nhà ông cho. Biết cái phần thuốc ngâm hổng thế này đâu còn. Hồi qua mới lấy cái phần mà đi đầu tiên á, cái ông anh ở Tân Lý, anh Châu Thành á, dạ. Đẹp là ông xuống. Ông hỏi kêu chiếc để lên hoặc là lấy ngâm, mới nói thằng kia thưa mày ngâm đó này muốn mày nhường người ta bệnh thôi, mày nhường cái hũ rượu này trở lại đi, nó cứ lấy chiếc ràng khúc rồi nó đưa luôn nguyên hũ ra ông kia gom về đã ông uống rồi ông bệnh giờ là hai người nhưng mà kiểu mình là cùng uống liền. Dạ. Còn cái anh của anh ngâm thì giờ như hết rồi, cái đợt trước á. Dạ. Uống cái bình đầu tiên của anh hết rồi. Anh hết cũng rồi. Uống là rồi hoặc chỉ cho nữa là hết rồi. Dạ. Cái bình sau giờ còn uống miếng cũng để uống thôi chứ giờ đưa nữa thì hết. Cái bình sau chưa tới uống. Dạ. Có ngâm thằng bình nữa mà chưa tới uống. Rồi vô đây cho tôi coi coi làm sao bác sĩ tài xế mà bữa nay là cũng đi lấy thuốc. Bác sĩ cái bờ ổ. Tài xế này lấy thuốc luôn. À, lấy thuốc coi coi đang hướng dẫn luôn nè. Có uống rồi. Không có anh có uống rồi, hai đứa vô thấy khỏe trong người này lấy uống. Nét ghế vô ngồi vô đi. Ở nhà gì nữa mày lặn mắt cỡ đó vậy em quay cận cảnh anh luôn nè. Nói chứ hồi nãy nói chứ cái xe là xe của ông chứ không phải cái xe của tôi đâu, tôi về tôi đâu có lấy, chị nãy nói cho xe cho khúc thôi chứ về đâu phải xe tôi đâu, ông sợ nó giờ sợ là không cho ngồi luôn. Nãy nói chứ nó về là xe vẫn còn của ổng thôi chứ xe của ảnh chứ không phải xe anh ba. Tại nãy nói cho nói cho vui thôi, anh ba anh mới đặt thôi chứ mới đặt thôi nhưng mà mới đặt chưa gì tới anh thấy cái kêu để lại mà ông như này không chịu để thôi. Dạ anh không có thích màu đỏ, anh đặt màu khác. nói chung là cũng tính mua và xe là có rồi coi rồi đó, nhưng mà giờ chỉ đợi ít nhà có tiền ra chồng lấy về có tiền xe coi rồi luôn này em nhiều quá khi nào có tiền mở ra đó trong tiền mà trả về. Anh ngồi vô anh đi xe này đi nói xe hỏi cháu đi xe này là đi thử rồi coi đi thử mà đi liếc là như cái kiểu chiếc dạ, này đi rồi mà chú nói gì chú về lấy hơi phục dược chú về chú làm uống rồi cho ở nhà gia đình uống có mà uống tính. Một lần như vậy là cỡ như đây hả? Dạ cỡ đó hoặc hơn một xíu thôi chú, cái này dám một phần tư ly kia cái ly mình uống bủ gì đó chứ giờ ông có uống ví dụ đầy ly cũng được xíu và đầy ly cũng được đó. Đó, này đúng tại ông quốc thường cỡ ba xị lít được bự như đây đâu bây giờ thuốc mà chứ đâu phải rượu đâu, đâu mà uống như vậy, nó không có gì hết đó đâu nó cũng ảnh hưởng có cái là thấy nó ngon là luôn cả lít mà cái này ngon luôn này chắc có coi tiền có à. Ba cái đơn vị đường quốc còn giật trùng dạ, dạ, quá nhiều quá đơn vị nó giật nó giật à. Mày uống đúng điều độ không đã thuốc rồi để một chút xíu đi rồi từ từ chừng nào mà ông cảm thấy nó xuống cái giòn á thì cái đó là này uống cái mùi nó giống thuốc bắc á không thì trong đó bắc có là nam có thì với vậy nay bắc nào cũng có hết cái này là luôn nói chung là bắc có nam có chứ trung không có trong này nha. Nam có là đơn quy nam đơn quy là bắc dạ đơn quy bổ máu thông máu và đường phèn ruộng nếp trong đây là còn là thuốc nam không mà dạ đúng rồi thuốc bắc đó đơn quy là bắc á thì có mình có một loại à dạ nhưng mà bả tôi nói bắc có nam có nhưng mà trung thì không có. Cái này là con cũng ghi lên hết nè, bà con cứ tìm ngâm thôi. Cái này bao nhiêu độ ta? Rượu á mình ngâm á. Dạ, rượu này 45 độ á. 45 à? Cái này chút hơn chứ nếu mà sợ chút hơn. Dạ. Không thấy em nướng khô mực lửa nó hay không? Tại vì rượu này ở đây như là của anh lấy đây này nó tới 45 ngàn lít đâu mà ông tính độ cho như chứ là bao nhiêu. Không rượu gò đen uống không nổi rồi mà không tính nổi gì bây giờ có uống rồi tính cho miếng chỗ anh nấu rượu tôi rủ này lên nấu rượu bán vô nhưng mẹ vậy đủ chỗ ở chỗ đủ nấu rượu thôi cũng là giờ ông thấy là lấy biết bao nhiêu rồi lên tôi với ổng lên đây nấu rượu rồi con ly muốn khỏe người sợ quá có bữa tám có chiếc cho chú tám chiếc chiếc cho khúc rồi là có gì chiếc cho khúc rồi bữa xin anh không cho tức quá bây về gặp chú tám xin cái bụng mối đó là về là hỏi nó không hỏi là nó chưa dở coi tài lực là chưa tháo rồi tới tới này đi chiếc cho được không chiếc cho khúc là bữa đó uống tại vì nói chung có công chuyện nên là uống ngày ba cử cũng được kịp à thì hai cử cũng được hai cử anh uống hai ngày hai cử chiều không mà tài xế nên mua nhà muốn đúng rồi đúng tại vì ngồi nhiều quá ngồi nhiều đúng rồi chứ cái cô mà bên công ty vận tải xuống lấy về cho nguyên đội tài xế uống á
Bà tài xế bà tới hình như là 25 tài xế hình như luôn rồi. Dạ đúng rồi. Bà không phải là lấy thuốc không nha, bà lấy thuốc rồi còn lấy khô. Dạ trời ơi. Ta đã về cho vừa đủ đủ thuốc mà về lấy mồi gì cho nó nhậu luôn. À, lấy mồi cho nhậu nữa đúng rồi. Chắc vậy em không chạy luôn. Lấy mồi cho nhậu nữa. Cái bà cô bà thì nó là xuống lấy mấy bình thuốc rồi lấy khô rồi luôn. Nói là lấy khô mực này. Bữa thấy cái bánh nước ăn ngon nữa. Lấy về cho mấy tài xế nhậu luôn. Ăn khô đó thường tài xế ra. Xài nhất lưng thì mua khô cho nhậu nữa. Anh là chạy xe để dịch vụ hả? Còn cái này là mua hay là vợ nó kêu mua gì anh chú? Trời ơi, vợ mua khô luôn đấy. Vợ đáng lo mà. Bà kia là bà lo cho mấy tài xế. Mua khô rồi luôn, còn này thôi, cảm thấy vợ nó không lo, mình tự làm cho tao đổ ổng lên, tôi hỏi lên thăm mày con có thuốc hết chưa vậy đó. Đem con khô ra. cái khô này là hỏi mày có nói là ở đây có lời cái lúc tôi nói là sao cái Khánh, người Khánh cũng bán được lúc. Cái khô đó tự bán hết khô, bán khô mà giai đoạn nó xong bán liên tục luôn á anh. Tại vì cái thuốc là tôi có nói là cái khô thì bệnh là phải sợ là uống thuốc này phải ăn khô liền luôn. Cái lúc đó hình như chắc có lẽ là bán được. Dạ đúng rồi. Hiện tại giờ em cũng bán được anh ạ. Từ lúc mà anh nói đi nè. Từ lúc mà anh nói tới giờ luôn tới á. Tới giờ luôn á. Là bây giờ em bệnh. Mới đề cập tới vụ khô tại lúc trước. Lúc trước là chưa biết anh ạ. Cô bỏ cái con bà chị ngồi đây là coi có không cái ông mà nói là bán khô là chứ không mặt phải ông này. Ngồi đây có coi lên á. Tại cái đợt trước.